Dạ, xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Bonsai Mini TNCT. Và trước khi vào clip thì con cảm ơn cô chú mình đã xem và ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất là nhiều. Thì trên màn hình cô chú thì mình hiện tại đang thấy đây là những cây me. Đó, me này là me me đỏ xanh nha cô chú anh chị, me đỏ xanh. Và cây thì một số cây rễ quái. Đó, còn một số cây rễ cũng bình thường thôi. Nhưng mà những cây này là được vô dây rồi và gỡ dây ra rồi. Đó, thì về cô chú mình vô dây rồi mình uống thêm một nước nữa ha. Đó. Và hiện tại là những cây me này á, bên vườn con đang giao lưu với giá là từ 280 cho đến là 400 ngàn một cây. Thì tùy theo cây nha cô chú anh chị, cây nào đẹp á, thì xíu thì giá cao xíu. Đó. Thì đa số là được vô dây quấn vô dây chi 1, chi 2, chi 3 đồ hết rồi. Thì về cô chú mình uống này kia đồ thêm hoặc là cắt tỉa thôi. Đó, cô chú mình có muốn mua những cây me này á thì alo vườn con, hoặc là có muốn xem hình ảnh gì đó thì cứ nhắn tin rồi con gửi hình cho cô chú mình lựa, thấy ưng cây nào thì cứ báo lại cho con thì con sẽ báo giá cho cô chú mình ha. Thì giá nằm trong khoảng từ 280 đến 400 ngàn một cây. Nó hoành của nó là gần bằng trái keo Mỹ Tiến, là khoảng chừng 15 16 á nha cô chú anh chị. Me ha, me thì nó rất là dễ chăm và rất là dễ sống nha cô chú anh chị, cho nên cô chú mình cứ yên tâm ha, rất là dễ chăm và rất là dễ sống luôn. Nói chung là đất phèn này kia đồ trồng ở ngoài ruộng là nó mấy cây khác là nó chậm phát triển, nhưng mà cây me thì phát triển bình thường, nó cho thấy là cái sức sống của nó rất là khỏe. Ví dụ như cái cây rễ quái mà cắt cục và vô dây như thế này thì vừa con đang vô lưu với giá là 385 ngàn đó. Còn những cây khác thì tùy theo cây, tùy theo giá như cô chú thì từ 280 cho tới 400 đó. Thì cô chú mình có muốn mua thì cứ nhắn tin qua Zalo với con, số điện thoại con để trên màn hình đó. Đó, và sau đây là một số hình ảnh mà con chụp này ha. Nói chung là cây vô dây rồi gỡ dây ra rồi cũng khá là lâu rồi đó nha cô chú chị. Trồng ở ngoài ruộng từ những cái cây rất là nhỏ xong rồi mới nuôi lên. Rồi cảm ơn cô chú mình đã xem nha.